đối với tour du lịch một ngày sẽ có hai lựa chọn đền hùng miếu lãi lèn làng cổ hùng lô hoặc đền hùng miếu lãi lèn tour hai ngày một đêm có lộ trình đền hùng đình cổ hùng lô đền tam giang đồi trẻ long cốc khu du lịch winham thanh thủy tour ba ngày hai đêm có lộ trình các điểm đến đền hùng đồi trẻ long cốc và vườn quốc gia xuân sơn cũng trong dịp này, ngành du lịch Phú Thọ triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm nhiều tuyến liên kết du lịch hấp dẫn nhằm thu hút du khách